Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai ngày 5 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình tối nay có những thông tin chính sau đây. Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt triển khai thực hiện các văn bản về công tác văn thư lưu trữ của Đảng. Sơ kết 5 năm tái cơ cấu nông nghiệp theo nghị quyết 05 của tỉnh ủy. Chung tay xây dựng tổ ấm không khói thuốc, nhìn từ gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số. Đào tạo phải gắn chặt với doanh nghiệp để tránh tình trạng sinh viên thất nghiệp. Kinh tế Mỹ bước vào năm tăng trưởng thứ 10 liên tiếp, mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2005. Gặp gỡ ông Trần Trung Nam ở thị trấn Yên Nghĩa, huyện Đức Trọng, một tấm gương sáng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều hôm nay tại hội trường tỉnh ủy Lâm Đồng phối hợp với Cục Văn thư lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt triển khai thực hiện các văn bản về công tác văn thư lưu trữ cho cán bộ văn phòng tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc, đội ngũ làm công tác văn thư lưu trữ đảng và các tổ chức chính trị xã hội. Đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tham dự. Hội nghị được đồng chí Đỗ Quốc Toàn, Phó Cục trưởng Cục Văn thư lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng giới thiệu quán triệt 4 nội dung về đề án phát triển công tác văn thư lưu trữ của Đảng và tổ chức chính trị xã hội giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2035 của Văn phòng Trung ương. Quy định số 66 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương về thể loại, thẩm quyền ban hành, thể thức văn bản của Đảng. Hướng dẫn số 36 năm 2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng. Thông báo số 800 năm 2017 của Văn phòng Trung ương Đảng về ý kiến của Thường trực Ban Bí thư tại hội nghị toàn quốc công tác văn thư lưu trữ Đảng, tổ chức chính trị xã hội. Những nội dung được quán triệt tại hội nghị nhằm giúp cho đội ngũ làm công tác văn thư lưu trữ nắm rõ thông tin, đúc rút kinh nghiệm để vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chuyển sang lĩnh vực nông nghiệp. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm tái cơ cấu ngành nông nghiệp và 2 năm thực hiện nghị quyết 05 của tỉnh ủy Lâm Đồng về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiệu quả. Ông Ca Mát, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, ngành nông nghiệp Lâm Đồng, đại diện các địa phương và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đã tham dự hội nghị. Lâm Đồng thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp từ năm 2013 với mục tiêu giúp tổ chức lại sản xuất theo hướng nâng cao được giá trị gia tăng, sức cạnh tranh của nông sản và đảm bảo phát triển bền vững. Theo đó, địa phương phát triển các cây trồng vật nuôi có lợi thế cạnh tranh và hình thành các vùng nguyên liệu có chất lượng, có giá trị cao là một trong những mục tiêu đạt được của quá trình tái cơ cấu nông nghiệp với tổng diện tích canh tác hơn 278.000 ha. Tốc độ tăng trưởng của ngành đạt bình quân 5,5%, trong đó gần 53.000 ha sản xuất ứng dụng công nghệ cao, tăng gần 10.000 ha so với năm 2015. Diện tích đất sản xuất đạt giá trị dưới 50 triệu đồng, giảm 20%. Mức độ ứng dụng công nghệ mới ngày càng phát triển. Vấn đề chất lượng giống cây trồng luôn được chú trọng. Hàng năm, nhập khoảng 50 giống rau hoa có bản quyền, có 51 cơ sở nuôi cấy in vitro và trên 200 cơ sở sản xuất giống rau, hoa, thương phẩm. Ngoài ra, còn có 278 cơ sở sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả. Tỉnh đã được quy hoạch và tập trung đầu tư để hình thành 19 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với diện tích khoảng 3.900 ha, trải đều toàn tỉnh. Lâm Đồng cũng đã có 8 doanh nghiệp, 59 trang trại được công nhận sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Song song với việc nâng cao sản lượng, Lâm Đồng luôn chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, với việc sản xuất theo các tiêu chuẩn Việt Gáp, chứng nhận UTZ-4C. Tập trung phát triển bò thịt chất lượng cao để đạt tỷ lệ bò lai đến năm 2020 đạt 75%. Tổng đàn bò sữa toàn tỉnh có khoảng 21.000 con, sản lượng đạt gần 77.000 tấn, tăng gấp 2,8 lần so với năm 2013. Tiếp tục đầu tư các công trình thủy lợi trọng điểm như công trình Hồ Đạ Lây, Đạ Chặn Dòng. Từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng mới 24 công trình, đào được 1.800 ao hồ nhỏ cấp nước tưới cho khoảng 5.000 ha. Toàn tỉnh hiện có 87 xã và huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới. Hai thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được xem là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của ngành nông nghiệp, với việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật gắn với tuần tra xử lý vi phạm. Thời gian qua, trồng hơn 3.000 ha rừng thay thế, giao khoán gần 428.000 ha rừng cho 33 đơn vị tập thể, hơn 20.000 hộ dân.
Trong 9 tháng đầu năm 2018, các tiêu chí về số vụ, diện tích rừng bị phá và khối lâm sản thiệt hại đều giảm so với cùng kỳ năm 2017. Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận, mặc dù công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã đạt những kết quả tích cực, nhưng vẫn còn đó một số hạn chế thách thức cần tháo gỡ, như một số cơ chế chính sách nông lâm nghiệp không còn phù hợp, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch chậm, giá thành sản xuất của các sản phẩm nông nghiệp còn cao, hạ tầng trong sản xuất nông nghiệp và nông thôn có sự cải thiện nhưng còn thiếu sự đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu trong phát triển sản xuất, như là sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Còn nhiều vụ vi phạm luật quản lý bảo vệ và phát triển rừng có tính chất nổi cộm. Trong giai đoạn tiếp theo của quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Lâm Đồng đặt ra mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân toàn ngành đạt bình quân 5,5%. Giá trị ngành nông lâm thủy sản chiếm khoảng 46% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Duy trì diện tích đất canh tác khoảng 300.000 ha. Giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đạt 170 triệu đồng trên một ha. Có khoảng 200 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp Lâm Đồng. Mặt khác, để có thể khắc phục những hạn chế tồn tại, đạt được những mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị ngành nông nghiệp cần có các giải pháp tái cơ cấu gắn với thực tiễn sản xuất, trong đó chú trọng nâng cao giá trị sản xuất, đẩy mạnh sản xuất sạch gắn với tiêu thụ. Về một số nhiệm vụ trọng tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phạm S đề nghị trên cơ sở bám vào các nghị định mới của Thủ tướng Chính phủ ban hành để chúng ta áp dụng phù hợp địa phương, bao gồm ba nghị định mới. Thứ nhất đó là nghị định 57 là thu hút, tiếp tục thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, thực hiện cái nghị định 98 về tổ chức liên kết sản xuất trong nông nghiệp, thì đề nghị thì đồng một quan tâm chúng ta đang hạn chế yếu vấn đề này. Và nghị định thứ ba đó là nghị định 77 về cái hỗ trợ về cái tưới nước tiết kiệm và cái tỷ lệ nhỏ. Trong giai đoạn tới chúng ta tiến hành đồng thời ba cái lĩnh vực. Thứ nhất là tiếp tục về cái phát huy về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cái thứ hai nữa là chúng ta tiếp tục về cái đẩy nhanh tiến hành về phát triển nông nghiệp thông minh. Tỉnh chúng ta là tỉnh có nhiều cây trồng nuôi, do đó chúng ta rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp hữu cơ. Đề nghị công chí cần tập trung đẩy mạnh cái việc mà trồng rừng, trồng cây ăn trái. Dịp này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2013-2018. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn khen thưởng cho 3 tập thể, 5 cá nhân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khen thưởng 8 tập thể, 5 cá nhân, 1 hộ gia đình. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lâm Đồng khen thưởng 33 tập thể và 14 cá nhân. Cũng có các thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương. Có 16 ngành hàng sản phẩm nông nghiệp mà tỉnh Lâm Đồng đang khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết có quyết định phê duyệt các ngành hàng sản phẩm nông nghiệp thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, có 16 ngành hàng sản phẩm nông nghiệp được khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, gồm cà phê, chè, rau hoa, nấm ăn và nấm dược liệu, cây ăn quả, cây dược liệu, dâu tầm tơ, lúa gạo, hạt điều, bò thịt, bò sữa, heo thịt, trứng và gia cầm, mật ong và sản phẩm từ ong nuôi và cá nước lạnh. Được biết, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 183 hợp tác xã nông nghiệp với trên 5.900 thành viên và 249 tổ hợp tác với trên 5.400 tổ viên. Hoạt động liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm đã giúp nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả. Nhờ vậy, doanh nghiệp thu mua nông sản được ổn định và hạn chế được rủi ro do biến động giá cả thị trường. Theo kế hoạch sản xuất trong vụ đông xuân năm nay, huyện Cát Tiên sẽ gieo trồng trên 5.100 ha cây trồng, trong đó cây lúa chiếm vai trò chủ đạo với trên 4.000 ha. Về cơ cấu, vẫn là các giống lúa OM3536, OM6162, OM4900, OM5451 và các giống lúa thơm. Đến thời điểm này, một số diện tích lúa thuộc trà 1 đã được bà con nông dân gieo giống theo kế hoạch và hiện đang phát triển khá tốt. Ngoài ra, một số diện tích lúa thuộc trà 2 đang được tích trữ nguồn nước, chuẩn bị đất và các nguồn giống để xuân giống trong tháng 11. Song song với diện tích lúa, hiện một số cây trồng ngắn ngày như ngô, cây dược liệu, cây rau, khoai lang, bí, dưa hấu sẽ được xuân giống đồng thời tại các xã ven sông Đồng Nai như Quảng Ngãi, Đức Phổ, Phước Cát 1 và thị trấn Cát Tiên.
để chuẩn bị cung cấp cho thị trường trước và sau dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019. Theo Phòng Nông nghiệp huyện Đà Tẻ, hiện toàn huyện có 13 hợp tác xã và 39 tổ hợp tác. Qua hoạt động, các hợp tác xã và tổ hợp tác đã mang lại hiệu quả và thu nhập cho người dân. Huyện Đà Tẻ có 13 hợp tác xã và 39 tổ hợp tác trên các lĩnh vực, với trên 800 thành viên tham gia. Qua hoạt động, các hợp tác xã và tổ hợp tác cho thấy đây là mô hình kinh tế phù hợp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nhất là đối với các cơ sở quy mô sản xuất nhỏ lẻ, kinh tế hộ gia đình, mang lại hiệu quả và thu nhập cho các thành viên. Trước hiệu quả trên, năm 2019, huyện Đà Tẻ phấn đấu thành lập thêm 2 hợp tác xã và 3 tổ hợp tác, đồng thời tập trung phát triển hoạt động cung ứng dịch vụ. Đảm bảo 100% hợp tác xã có dịch vụ cung ứng cho xã viên. Để thực hiện được mục tiêu trên, huyện Đà Tẻ tập trung vào các giải pháp đẩy mạnh củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã và tổ hợp tác, cũng như thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn. Tiếp nối chương trình thời sự tối nay, nhiều diện tích đất sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng kiểm tra rà soát đơn giá thuê đất công. Mỗi gia đình và cộng đồng xã hội cần thực hiện trách nhiệm ngăn chặn đẩy lùi việc sản xuất, lưu hành và sử dụng thuốc lá, tạo dựng môi trường sống trong lành khỏe mạnh từ chính tổ ấm của mỗi người. Trước nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa ngày càng nghiêm trọng, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng vừa có văn bản số 7085 ngày 30 tháng 10 năm 2018 về việc phát động phong trào chống rác thải nhựa. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành địa phương, các đoàn thể liên quan trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cơ quan và cộng đồng, thực hiện các chiến dịch truyền thông về nguy cơ ô nhiễm nhựa và ni lông nhằm thay đổi, tiến tới bỏ thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần. Huy động sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi ni lông và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và vận động người thân cùng thực hiện nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường, thay thế túi ni lông. Sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần, và đăng ký tham gia thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trong đơn vị do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức. Lâm Đồng hiện có 54 tổ chức thuê đất đã hết thời gian ổn định đơn giá thuê đất từ cuối năm 2014 trở về trước, cần được điều chỉnh, đồng thời cần thu hồi các diện tích sử dụng không đúng quy định của nhà nước. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng bắt đầu tổ chức kiểm tra, rà soát và cung cấp phiếu chuyển thông tin địa chính của các tổ chức thuê đất nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm quản lý chặt chẽ hơn về lĩnh vực đất đai, nhà ở. Theo đó, có 54 tổ chức thuê đất trên địa bàn tỉnh hiện đã hết thời gian ổn định đơn giá thuê đất từ cuối năm 2014 trở về trước, cần được điều chỉnh lại đơn giá, đồng thời thu hồi các diện tích sử dụng không đúng quy định của nhà nước. Trong tổng số 54 tổ chức trên, đến thời điểm hiện tại, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Lâm Đồng đã cung cấp phiếu chuyển thông tin địa chính cho 39 tổ chức thuê đất, đã thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh giá đất cho 8 tổ chức. Có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khảo sát hệ số điều chỉnh giá đất cho 26 tổ chức, thu hồi đất của 2 tổ chức. Tính đến thời điểm này, còn 41 tổ chức chưa được xác định lại đơn giá thuê đất chu kỳ ổn định đơn giá tiếp theo. Đa số các huyện, thành phố chưa thực hiện việc khảo sát đất theo quy định của Sở Tài chính. Chuyển sang thông tin trên lĩnh vực khác, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hội viên phụ nữ nghèo vay vốn để phát triển kinh tế. Hiện tổng dư nợ toàn tỉnh là trên 1.100 tỷ đồng cho trên 37.100 hộ phụ nữ vay. Số nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,21%. Bên cạnh đó, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế tiếp tục được duy trì thông qua các hoạt động giúp nhau về tiền, ngày công, cây con giống, thành lập các tổ hợp tác trong trồng trọt, chăn nuôi và sản xuất các sản phẩm an toàn. Hiện các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục vận động hội viên tham gia xây dựng các mô hình tổ tiết kiệm, tổ hùn vốn, tổ quay vòng vốn tại 100% chi tổ hội và đã thành lập mới 17 tổ tiết kiệm, có 290 thành viên tham gia với số tiền hơn 217 triệu đồng, giúp 37 chị vay vốn để trồng trọt, sản xuất, kinh doanh nhỏ, phát triển kinh tế hộ gia đình. Thưa quý vị, khói thuốc lá chứa tới 7.000 chất, phần lớn là chất độc hại và ai cũng biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe.
Nhưng để từ bỏ được thói quen này thì không hề đơn giản. Bên cạnh sự nỗ lực của bản thân thì rất cần sự tác động và sự khích lệ của chính những người thân trong gia đình và cộng đồng. Trong thời gian qua, để phòng chống tác hại của thuốc lá trong cộng đồng, đã có nhiều mô hình không khói thuốc lá được triển khai, trong đó phải kể đến mô hình tổ ấm không khói thuốc. Sau đây mời quý vị cùng tìm hiểu về mô hình tổ ấm không khói thuốc tại xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt. Sạch sẽ, thoáng mát và điều đặc biệt trong những căn nhà đơn sơ giản dị của người đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn 2, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt đã quen dần với môi trường không còn khói thuốc lá và cũng chẳng còn thấy đi thuốc lá trên tay của các bậc nam giới. Ông Cờ Rá Giang Hà Lai là người dân tiên phong đầu tiên ở thôn 2 từ bỏ thói quen hút thuốc lá, mà trước đây ông đã từng có hơn 10 năm sống với thuốc lá. Để từ bỏ thói quen đó là điều không hề đơn giản. Sau nhiều năm, từ những lời khuyên răn của người vợ, ông đã nhận ra được những hệ lụy của thuốc lá gây nên. Nên ông đã dứt bỏ vĩnh viễn với loại thuốc lá độc hại ấy. Không những thế, ông còn là thành viên tích cực vận động các gia đình tham gia vào mô hình tổ ấm không khói thuốc. Trong khi bỏ thuốc lá thì thấy cái sức khỏe của mình nó lại khỏe hẳn và mạnh hẳn luôn, nó không ít bệnh, có bệnh nhưng mà ít bệnh. Tôi cũng vận động cho con để nó biết được cái, nó giữ được cái sức khỏe. Hút thuốc thì nó có lợi gì đâu, chỉ có hút xong phà có được cái gì đâu, cho nên cũng nói cho con nên hút thuốc. Hút thuốc nó kèm một cái bệnh viêm phổi, ung thư phổi, sức khỏe nó giảm mà nó lại giảm cái tuổi thọ của mình nữa. Cũng động viên cho các con vậy, các con công nhận, các con cũng nghe lời. Dạ ơi, đừng hút thuốc nữa, chứ khói thuốc đó là ảnh hưởng nhiều cho mấy đứa nhỏ. Thấy cái khói thuốc đó là có hại lắm á, nói vậy. Nhưng mà ông suy nghĩ sao không biết, ông phải bỏ thuốc thôi. Tuy nhiên, để thay đổi thói quen hút thuốc lá là điều không hề đơn giản của người đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, các hội viên, hội phụ nữ trong thôn và xã đã tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức như đến tận nhà phát tờ rơi, đồng thời phổ biến các nội dung quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, mục tiêu chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại của thuốc lá. Bên cạnh đó, tuyên truyền tác hại của thuốc lá và cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, 3 sạch và triển khai xây dựng mô hình tổ ấm không khói thuốc trong các chi hội, tổ phụ nữ với phương châm mưa dầm thấm lâu. Chính nhờ vậy, nhiều hộ gia đình đã nhận thức được về những tác hại của thuốc lá gây nên. Mô hình tổ ấm không khói thuốc tại thôn 2 xã Tà Nung được triển khai từ năm 2016. Ban đầu có khoảng 80 gia đình tham gia. Đến nay, tình trạng hút thuốc lá tại các gia đình tham gia tổ ấm không khói thuốc ở thôn 2 đã giảm với khoảng 50% số người không hút thuốc lá. Phần lớn người dân đã ý thức được về tác hại của thuốc lá là ảnh hưởng đến sức khỏe, đến kinh tế gia đình nên tự nguyện bỏ thuốc lá. Mục tiêu mà lớn nhất của hội mong muốn đó là nhằm cái phát huy cái vai trò của người phụ nữ, dù ở bất cứ ở cái cương vị nào, là người bà, người mẹ, người chị, thì trong gia đình khuyên nhủ người thân trong gia đình của mình là không hút thuốc lá, cũng cùng kêu gọi nam giới cũng như cộng đồng cùng chung tay là xây dựng tổ ấm của mình không khói thuốc lá, để nhằm giảm cái tình trạng tỷ lệ mà phụ nữ cũng như trẻ em mà mắc bệnh từ khói thuốc lá đến mức là xuống như mức là thấp nhất có thể, để làm sao trong có một cái môi trường của mình sống là trong lành, một cái cuộc sống là im ấm, rồi có một cái sức khỏe thật là tốt. Thì trong cái mô hình đó thì họ cũng là tiếp tục là lồng ghép vào cái cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, để mong muốn trong mỗi con người của chúng ta có một cái cuộc sống thật là có một cái sức khỏe tốt và một cái cuộc sống hạnh phúc. Mô hình chỉ có thể đạt được kết quả khi mỗi gia đình và cộng đồng xã hội thực hiện trách nhiệm của mình nhằm ngăn chặn, đẩy lùi việc sản xuất, lưu hành và sử dụng thuốc lá. Bên cạnh đó, vẫn còn khó để xây dựng tổ ấm không khói thuốc, vì trong nhiều gia đình tiếng nói của người vợ chưa được tôn trọng. Và những người chồng, người cha vẫn còn lệ thuộc vào khói thuốc. Vì vậy, vai trò của phụ nữ, người vợ là rất quan trọng. Khuyến khích phụ nữ hãy là người chủ động khuyên nhủ, vận động người thân không hút thuốc, đồng thời kêu gọi nam giới và cộng đồng hãy cùng phụ nữ tạo ra những tổ ấm 100% không khói thuốc, nhằm góp phần giảm tỷ lệ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của thuốc lá thụ động.
từ đó giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do thuốc lá thụ động. Thì trong thời gian đến thì hội tiếp tục là trước tiên là cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tiếp tục để cho cái nâng cao cái nhận thức của người thân mà những người mà còn hút thuốc lá. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng muốn là nêu những cái gương điển hình mà để cho các chị, những cái gương điển hình mà các anh đã bỏ thuốc lá hiện giờ là có tình hình sức khỏe rất là tốt và ổn định và cái cuộc sống gia đình họ ấm êm hạnh phúc. Thì chúng tôi giờ sẽ tiếp tục là trong thời gian đến là sẽ nêu những cái gương điển hình đó để cho các những cái hộ nào mà còn hút thuốc thì người ta thấy được những cái tấm gương và cái những cái sức khỏe tốt đó để người ta học tập và nói theo. Để ngăn chặn và phòng chống được tác hại của thuốc lá, mỗi gia đình và cộng đồng xã hội cần thực hiện trách nhiệm nhằm ngăn chặn, đẩy lùi việc sản xuất, lưu hành và sử dụng thuốc lá. Đây là thông điệp hướng tới những giá trị sống tốt đẹp, tạo dựng môi trường sống trong lành, khỏe mạnh từ chính tổ ấm của mỗi người. Chuyển sang thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự và an toàn giao thông. Nằm trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2018, hôm nay ông Trương Hữu Hiệp, Phó Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, lãnh đạo các địa phương thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng, Đơn Dương đã đến thăm hỏi động viên chia sẻ nỗi đau với các gia đình có nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tại thành phố Đà Lạt, đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Ngoan, số 2 Nguyễn Trung Trực, phường 4, và gia đình chị Lê Thị Lan, số 444A, Nguyên Tử Lực, phường 8. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm gia đình ông Gia Hương, thôn Ta Ly 1, xã Ca Đô, huyện Đơn Dương. Tại huyện Đức Trọng, đoàn đã đến thăm gia đình ông Lê Văn Minh, thôn Phi Nơm, xã Hiệp Thạnh, có vợ tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 20 ngày 14 tháng 5. Tại các nơi đến thăm, sau khi tặng mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng cho mỗi gia đình, thay mặt Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng, ông Trương Hữu Hiệp, Phó Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh đã chia sẻ nỗi đau mất mát đối với các gia đình, đồng thời động viên các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Việc thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông là việc làm ý nghĩa, thể hiện sự cảm thông và quan tâm sâu sắc của cộng đồng đối với các gia đình nạn nhân. Qua đó, nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau, sự mất mát của những gia đình đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề do tai nạn giao thông đã để lại. Đồng thời, cảnh báo mọi người cùng tham gia giao thông an toàn, bảo vệ cho bản thân mình và mọi người khác. Đoàn sẽ tiếp tục đến thăm hỏi và tặng quà gia đình các nạn nhân của tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các địa phương trong tỉnh trong những ngày tiếp theo. Nhằm đẩy lùi vi phạm và tai nạn giao thông trong những tháng cuối năm trên địa bàn thành phố Đà Lạt và các địa phương trong tỉnh, cuối tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt đã phối hợp với cảnh sát hình sự cơ động tiến hành kiểm tra xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ áp dụng theo chuẩn quốc tế trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Khác với việc kiểm tra nồng độ cồn thông thường, trong đợt ra quân này, lực lượng chức năng áp dụng quy trình kiểm tra nồng độ cồn theo phương pháp mới. Tại khu vực tổ chức kiểm tra được bố trí dải cọc phản quang bằng nhựa phân làn, có xe chuyên dụng báo hiệu, đảm bảo thuận lợi cho việc tổ chức xử lý vi phạm, tránh gây ùn tắc giao thông. Lái xe chỉ kéo cửa kính để cảnh sát giao thông kiểm tra. Khi máy phát tín hiệu lái xe có mùi rượu, bia thì mới sử dụng thiết bị thổi để đo cụ thể nồng độ cồn, xác định mức độ vi phạm, lập biên bản xử lý theo quy định. Trong đợt ra quân, đã có khoảng 60 phương tiện được kiểm tra. Qua đó phát hiện lập biên bản 9 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Nghị định 46 của Chính phủ quy định mức phạt đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn đối với ô tô từ 2 đến 18 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 đến 6 tháng tùy mức độ vi phạm. Theo đánh giá, hình thức kiểm tra nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế đơn giản và thuận tiện hơn, rút ngắn thời gian đối với những trường hợp không vi phạm và giúp tăng hiệu suất kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông đã tuyên truyền để người điều khiển phương tiện nâng cao ý thức, đã uống rượu bia thì tuyệt đối không lái xe, góp phần không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông, gây thiệt hại về tài sản tính mạng cho bản thân và người khác. Sáng nay tại bến xe Phương Trang, thành phố Đà Lạt, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Lạt đã tổ chức phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh taxi cho trên 100 chủ doanh nghiệp và tài xế taxi. Tại buổi phổ biến, các chủ doanh nghiệp và tài xế được tuyên truyền những quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
qua đó nhằm nâng cao nhận thức đối với các chủ doanh nghiệp, đội ngũ lái xe taxi trong việc chấp hành quy định của pháp luật kinh doanh vận tải hành khách khi tham gia giao thông. Được biết, thành phố Đà Lạt hiện có 7 hãng taxi với trên 1.000 xe đang hoạt động. Sau khi tổ chức các hoạt động tuyên truyền như trên, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Lạt triển khai lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông và gây ùn tắc giao thông liên quan đến phương tiện xe taxi. Tiếp theo chương trình là phần tin trong nước và quốc tế. Giáo dục nghề nghiệp theo hướng tiếp cận doanh nghiệp nhằm tránh tình trạng sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường. Kinh tế Mỹ bước vào năm tăng trưởng thứ 10 liên tiếp, mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2005. Bộ Tài chính vừa đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan rà soát kế hoạch vốn năm 2018, điều chỉnh hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh vốn giữa các dự án có vốn nước ngoài giải ngân chậm và dự án có nhu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Tính đến cuối tháng 10 năm 2018, nguồn vốn nước ngoài mới giải ngân đạt 31,77% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 34,84% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn so với cùng kỳ. Cùng kỳ năm 2017 đạt 52,07% kế hoạch Quốc hội giao và 53,72% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Nguyên nhân vướng mắc là về mặt cơ chế, một số dự án đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2018 nhưng hết thời hạn giải ngân vốn theo thỏa thuận hoặc quyết định của cấp có thẩm quyền, đang làm thủ tục gia hạn giải ngân theo quy định. Một số dự án đang tạm dừng thực hiện để điều chỉnh tổng mức đầu tư, chủ trương đầu tư, đánh giá lại hiệu quả. Bên cạnh đó, theo Bộ Tài chính, việc giải ngân vốn nước ngoài chậm còn do vướng mắc không hài hòa giữa thủ tục giao kế hoạch vốn và thủ tục gia hạn giải ngân của hiệp định vay. Liên quan đến ổ dịch cúm gia cầm vừa xuất hiện tại tỉnh Phú Yên, Cục Thú y Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, đây là ổ dịch có chủng virus độc lực cao AH5N6, giống như chủng virus AH5N1. Cục Thú y đã cử cán bộ thú y vùng 4 Đà Nẵng phối hợp với tỉnh Phú Yên, lực lượng chuyên môn của tỉnh để xử lý ổ dịch, tiêu hủy toàn bộ đàn gà 2.900 con của hai hộ gia đình tại ổ dịch. Theo nhận định của Cục Thú y, chủng virus này đã phát hiện tại Việt Nam từ năm 2014. Hiện thỉnh thoảng vẫn xuất hiện tại một số ổ dịch nhỏ lẻ và đều được xử lý triệt để. Tuy vậy, nguy cơ dịch cúm gia cầm phát sinh và lây lan trong thời gian tới là rất cao. Do đó, các địa phương cần chủ động phòng chống cúm gia cầm, tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm việc nhập lậu gia cầm, giám sát chặt địa bàn để phát hiện và xử lý ổ dịch kịp thời. Lấy doanh nghiệp thực tiễn làm chủ đề để sinh viên có thể học tập năng lực giải quyết vấn đề và hình thành kỹ năng thuyết trình làm việc nhóm là hướng giáo dục nghề nghiệp của Nhật Bản tại Ngày hội Giáo dục nghề nghiệp năm 2018 diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Chương trình thu hút hàng ngàn sinh viên chuyên ngành tiếng Nhật đến từ các trường đại học trong cả nước. Đây là sự kiện hướng tới kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Các doanh nghiệp đã lần lượt đưa ra những vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải trong thực tiễn. Các nhóm sinh viên tham gia chương trình sẽ đưa ra phương án giải quyết tối ưu nhất. Qua quá trình tìm hiểu về hoạt động của doanh nghiệp để đưa ra hướng giải quyết đã giúp sinh viên hiểu rõ hơn về quy trình hoạt động cũng như yêu cầu mà doanh nghiệp cần ở người lao động. Từ đó góp phần nâng cao hiểu biết lẫn nhau giữa doanh nghiệp và sinh viên, tạo cơ hội việc làm hiệu quả hơn cho các em. Cái mô hình làm việc này thì có thể đầu tiên là học hỏi được tác phong làm việc của người Nhật, tiếp theo là học hỏi được cái kỹ năng giải quyết vấn đề. Trong thế giới hiện nay, mọi việc biến đổi rất khôn lường, đòi hỏi các bạn sinh viên phải chủ động tìm ra câu hỏi về nghề nghiệp cho bản thân mình. Thông qua sự kiện này, các sinh viên có thể phát huy tối đa được khả năng của mình trong việc tự tìm câu trả lời cho các vấn đề mà mình quan tâm. Như thế mạnh của mình là gì, mình có thiếu kỹ năng gì, đâu là điều mà doanh nghiệp cần ở người lao động. Hiện nay, số lượng học sinh Việt Nam học tiếng Nhật đang tăng cao, cùng với xu hướng đầu tư mạnh đến từ các doanh nghiệp Nhật Bản, khiến cơ hội việc làm cho người lao động Việt Nam ngày càng lớn. Tuy nhiên, sự hiểu biết về nghề nghiệp cũng như hiểu biết về các doanh nghiệp Nhật Bản của người lao động còn hạn chế, dẫn đến tình trạng người lao động và doanh nghiệp không kết nối được với nhau. Để tránh tình trạng sinh viên thất nghiệp, thì một trong những vấn đề quan trọng là việc đào tạo phải gắn chặt với doanh nghiệp. Thực hiện đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy năm 2020, tỉnh Khánh Hòa đã bắt đầu triển khai mô hình điểm tư vấn chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng từ năm 2016. Sau 2 năm đi vào hoạt động, mô hình đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và điều trị nghiện tại cộng đồng. Điểm tư vấn phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang được thành lập từ tháng 4 năm 2016. Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, nơi đây đã trở thành địa chỉ tin cậy, là chỗ dựa tinh thần của nhiều người nghiện. Khi đến đây, người nghiện được tư vấn hỗ trợ về mặt tâm lý,
cũng như quá trình điều trị các cơn. Sự chia sẻ một cách gần gũi, chân thành, không kỳ thị, không khoảng cách của nhân viên điểm tư vấn chính là yếu tố quan trọng giúp cho những người tìm đến đây có thể cai nghiện thành công. Không nghĩ là mình không làm gì cứ phải lao đầu vào đi, nhưng thật ra đâu cũng cần thiết để như vậy. Mà điều trị nghiện không phải là điều trị bằng thuốc mà xong. Có tiếp xúc gì ạ? Nói chung là có. Anh em có hiểu ra cái gì không, nhưng mà nói chung là anh em cũng em được hỗ trợ rất là tốt, kể cả về gia đình và kể cả chủ trì. Thì em không có khó khăn áp lực gì cả, vì chính cũng chính vì không có khó khăn áp lực nên em mới thích tới đây, nên em mới thích được chị Thủy tư vấn. Thì ở đây cũng giống như một gia đình thôi, em tới để em có những cái em không thể tâm sự được với gia đình thì em có thể tâm sự được với chị Thủy. Để cho một cái ca ở đây mà điều trị, mà cái việc quan trọng nhất là cái nhận thức từ người nghiện, nhận thức từ gia đình người nghiện và cái nhận thức của những người giúp đỡ cái người nghiện đó. Đối với người gia đình, nếu như anh nhận thức tốt thì anh hỗ trợ con anh tốt. Còn đối với người nghiện, nhận thức tốt thì họ sẽ hợp tác điều trị tốt. Cái đó là cái quan trọng nhất. 2 năm qua, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã thành lập được 10 điểm tư vấn chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện. Các điểm tư vấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy và cách phòng chống ma túy trong cộng đồng dân cư. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng về công tác cai nghiện. Từ đó, sự kỳ thị của cộng đồng đối với người nghiện đã giảm đáng kể. Các điểm cũng tổ chức hoạt động tư vấn cho hơn 1.200 lượt người, tổ chức điều trị các cơn cho 70 người. Qua theo dõi sau điều trị nghiện, đã có 44 người duy trì được kết quả tốt, 8 người cai nghiện thành công được giúp đỡ, vay vốn làm ăn để ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, việc hoạt động của các điểm tư vấn hiện nay cũng còn một số khó khăn. Khó khăn ở điểm thì cũng mới thành lập. Thứ nhất là kinh nghiệm về vấn đề mà tiếp cận với các đối tượng, nó cũng có một vấn đề khó khăn. Về cái thứ hai nữa là về cái vấn đề mà điểm về cai nghiện chăm sóc này. Thật sự ở cộng đồng thì nó cũng chưa có được sự quan tâm. Chưa được sự quan tâm của nhiều cộng đồng, của nhiều người, người dân ở đây. Thì cái thứ hai nữa là về cái đối tượng và gia đình của đối tượng thì họ cũng ngại đến điểm này để được tư vấn, vì thế nó cũng ảnh hưởng một phần nào đó là cái đối tượng nó không tiếp cận được mình, và mình cũng không tiếp cận được với cái đối tượng mà để mình làm cái công tác tư vấn cho cái điểm cai nghiện. Các cái điểm tư vấn để hoạt động tốt thì phải ngoài cái việc làm công tác tư vấn phải kết hợp với công tác điều trị và hỗ trợ sau điều trị, chúng ta phải liên kết thành một cái chuỗi cung cấp dịch vụ liên tục thì mới giúp cho cái người nghiện ma túy cai nghiện thành công. Cái cán bộ làm việc tại các điểm tư vấn ngoài kiến thức và kỹ năng là cần phải có tâm lòng, với cái sự nhiệt huyết và cái tấm lòng của mình thì mới có thể giúp đỡ, chia sẻ và hỗ trợ cho người nghiện ma túy một cách tốt nhất được. Theo lộ trình thực hiện đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020, thời gian tới tỉnh sẽ thành lập thêm 2 điểm tư vấn. Tuy nhiên, để tiếp tục phát huy hiệu quả của các điểm tư vấn, cần có sự đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị, tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực và kỹ năng cho nhân viên tư vấn, để các điểm hoạt động tốt hơn trong thời gian tới. Chuyển sang thông tin quốc tế. Nền kinh tế Mỹ bước vào năm tăng trưởng thứ 10 liên tiếp, cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới được dự đoán đi đúng lộ trình tăng trưởng 3% trong năm nay, mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2005. Số liệu được Washington công bố ngày 2 tháng 11 cho thấy, các nhà tuyển dụng Mỹ đã tạo thêm 250.000 việc làm trong tháng 10 năm 2018 và tỷ lệ thất nghiệp của nước này duy trì ở mức 3,7%, mức thấp nhất trong gần 50 năm. Lương tại Mỹ cũng đã tăng ở tốc độ mạnh, trong khi người tiêu dùng tự tin chi tiêu phóng khoáng được cho là tạo động lực cho nền kinh tế tăng trưởng và khuyến khích các nhà tuyển dụng tiếp tục hoạt động tuyển dụng. Người Mỹ được ghi nhận tăng 4% chi tiêu trong quý cuối tài khóa 2018 kết thúc vào ngày 30 tháng 9 vừa qua, mức tăng mạnh nhất trong gần 4 năm, góp phần giúp nền kinh tế trong cùng quý tăng trưởng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vậy, các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho rằng tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ giảm xuống 2,5% trong năm tới và giảm 2% trong năm 2020. Theo trang Press TV, Liên minh châu Âu có kế hoạch mở một đại sứ quán mới tại Anh sau khi nước này rời khỏi Liên minh vào tháng 3 năm 2019. Đại sứ quán này sẽ hoạt động theo phương diện đại diện cho cơ quan đối ngoại châu Âu tại Anh,
và sẽ thay thế cho văn phòng đại diện của Ủy ban châu Âu tại London. Phái đoàn của EU tại Anh sẽ gồm 29 nhà ngoại giao và làm việc cho cơ quan đối ngoại châu Âu EEAS, cơ quan phụ trách chính sách đối ngoại của EU. Dự kiến trong tuần tới, các đại sứ từ 27 nước thành viên còn lại của EU sẽ phải đưa ra quyết định về kế hoạch mở đại sứ quán mới ở London. Các đại sứ sẽ được cung cấp thông tin chi tiết vào ngày 7 tháng 11. Đại sứ mới của EU tại Anh cũng sẽ được đề bạt sau đó bởi Giám đốc Chính sách Đối ngoại EU Federica Mogherini. Theo kế hoạch, Anh sẽ chính thức rời khỏi EU vào ngày 29 tháng 3 năm 2019. Trong thời điểm chuẩn bị diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, hôm qua Twitter thông báo đã xóa một loạt tài khoản chia sẻ thông tin sai lệch trước thềm cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng 11 tới. Theo Twitter, một loạt tài khoản bị xóa vì tham gia chia sẻ thông tin sai lệch theo phương thức tự động, một hành vi vi phạm chính sách của Twitter. Twitter cho biết đã thiết lập các kênh liên lạc mở cho giới chức thực hiện công tác bầu cử cấp bang, những người vận động bầu cử của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ và Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Twitter không đưa ra con số cụ thể, song các nguồn tin truyền thông cho rằng hàng nghìn tài khoản đã bị xóa. Nhiều tài khoản được cho là mạo danh thành viên Đảng Dân Chủ, tìm cách vận động cử tri Mỹ không tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tuần tới. Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin thân cận với Đảng Dân Chủ cho rằng Twitter đã xóa hơn 10.000 tài khoản. Trước khi kết thúc chương trình thời sự tối nay, mời quý vị cùng gặp gỡ ông Trần Trung Nam tại thị trấn Yên Nghĩa của Đức Trọng, một tấm gương sáng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Thưa quý vị, với vai trò là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Yên Nghĩa, đồng thời cũng là trưởng ban cộng đồng liên lạc người Hoa tại huyện Đức Trọng, ông Trần Trung Nam không chỉ tích cực trong công tác tuyên truyền vận động cộng đồng người Hoa trên địa bàn huyện, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp phát động, mà ông còn là nòng cốt trong công tác xây dựng của đại đoàn kết toàn dân tại cơ sở. 1.300 hộ dân với gần 6.500 nhân khẩu là người Hoa hiện đang làm ăn sinh sống trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, chủ yếu là người dân ở Quảng Ninh di cư vào lập nghiệp tại Lâm Đồng vào những năm 1954. Lúc bấy giờ, kinh tế còn khó khăn, đa phần bà con người Hoa phải đi làm công thuê nên cuộc sống còn khá bấp bênh. Vậy mà giờ đây, dưới sự chung tay cùng nhau vượt khó của cộng đồng người Hoa do ông Trần Trung Nam làm trưởng ban cộng đồng liên lạc, đời sống của người Hoa tại thị trấn Liên Nghĩa ngày một phát triển hơn. Như gia đình ông Lâm Xùy Xùy là một ví dụ. Thời điểm vào lập nghiệp tại mảnh đất Đức Trọng, gia đình ông có cuộc sống khá chật vật từ nghề làm nông và đi làm công thuê. Vậy mà nhờ sự giúp đỡ của ông Nam và nguồn vốn vay của quỹ tín dụng do cộng đồng người Hoa sáng lập, gia đình ông giờ đã không những thoát nghèo mà còn có một cuộc sống sung túc hơn. Khi mới vào đây, cuộc sống của gia đình tôi và nhiều hộ người Hoa khác rất khó khăn. Nhờ sự giúp đỡ của ông Nam và ban cộng đồng người Hoa tại Liên Nghĩa về công ăn việc làm, vốn kinh doanh, nên giờ đây gia đình tôi đã có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngoài việc tích cực tuyên truyền vận động cộng đồng người Hoa trên địa bàn huyện, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp phát động, ông Trần Trung Nam còn vận động cộng đồng người Hoa trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa tích cực tham gia công tác từ thiện nhân đạo, xây dựng nhà đại đoàn kết, đường bê tông nông thôn. Bên cạnh đó, ông Nam còn hỗ trợ kinh phí cho ban vận động quỹ vì người nghèo thị trấn Liên Nghĩa, phát quà Tết cho hộ nghèo, xây dựng được 5 căn nhà tình thương cho các hộ khó khăn bị hỏa hoạn, trị giá hơn 300 triệu đồng. Cấp học bổng hàng năm 10 triệu đồng trên 5 em học sinh nghèo khó khăn ở trường tiểu học dân lập Trung Sơn. Hàng năm chương trình của người Hoa ở đây, đầu tiên nếu mà nói chung ra đầu tiên thì hỗ trợ là hộ người nghèo rất quan trọng là về cái vấn đề đó, với lại các hộ neo đơn là chúng tôi luôn luôn là đi cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn và Mặt trận Việt Nam huyện luôn luôn cùng đi đôi với nhau để mà làm cái việc từ thiện đó, để chung tay giúp sức. Và rồi trên con đường mới đang dần được hình thành, nối liền những cụm dân cư có người Hoa sinh sống, luôn có bóng dáng của ông Trần Trung Nam, một con người luôn mang trong mình tâm nguyện giúp bà con người Hoa trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa nói riêng và huyện Đức Trọng nói chung gắn kết với nhau hơn,
cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn trên quê hương Lâm Đồng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.